Mọi người, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Dell Vostro nha mọi người, 15.6 inch và vỏ nhôm. Cái ngoại hình của nó thì tương đối đẹp, không có bị trầy xước gì hết mọi người. Đây mọi người ha, tương đối đẹp á, vỏ nhôm mát lạnh luôn. Giá thì hấp dẫn nữa, để cho mà ai mà sử dụng văn phòng hoặc con cái học hành online rồi là được hết nha mọi người. Đây là mình nè, các ngõ kết nối nè, full nhôm, ngõ HDMI, mạng LAN, USB, tai nghe. Ở bên này, để mình quay cho mọi người xem, thì ngõ màn hình, ồ đây có trầy nha mọi người, đây có trầy nè, trầy sơn á chứ cũng không phải là bị cứng móp gì hết đó ha. Màn hình nè, USB, nói chung là các ngõ kết nối là cũng tương đối đầy đủ. Màn hình 15.6 inch, mịn đẹp sáng. Ở trong này nó cũng rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là phím thì nó cũng có mòn ít xíu à, không có đáng kể là bao nhiêu, như chữ U chữ Y này nè, có đại khái là máy cũ thì đã có dấu hiệu là đã qua sử dụng thì người ta đánh máy thì nó cũng phải có cái dấu người ta đánh máy rồi thôi mọi người. Nhưng mà cái phần này đẹp quá mọi người. Cái phần mặt nhôm này nè, rất là đẹp, lấp lánh luôn á. Nó là i5 Gen 7 ha. Có phím số bên hông để mà ví dụ như là kế toán hay là gì đó mình làm việc rồi nhập số rồi nhập dữ liệu rồi cho nó dễ đó mọi người. Đeo màn hình 15.6 inch. Màn hình 15.6 inch Full HD nha mọi người. Full HD màn hình đẹp, không có lỗi làm gì hết. SSD là 256GB. Rất là, cái này thì tương đối đẹp á, chất lượng và cái cấu hình của nó nè, i5 Dell Vostro 5568. i5 7200, RAM 16GB ha mọi người. Cái này thì cũng là nhanh mượt rồi. Cái cấu hình này thì văn phòng là thoải mái mọi người. Và ví dụ như sử dụng văn phòng, kế toán hay là làm việc gì là mình nghĩ là con này cũng tương đối ok. Giáo viên, sinh viên học online đồ vậy đó, bán hàng đồ vậy, thuận tiện. Pin nó tầm 3 giờ, kèm sạc zin. Máy là cực kỳ ok như nãy giờ mà mình quay đó. Thực sự thì mình quay thì những cái nơi nào mà mình thấy nó cũng tương đối đẹp thì thôi, còn chỗ nào mà nó hơi khó chịu thì mình sẽ quay nó rõ hơn. Nhưng đây mình thấy cũng có gì phải nói hết. Cái máy này nó cũng đẹp, chỉ có chỗ đó là nó hơi chày mòn tí vậy thôi, cũng chả ăn thua cái gì. Đây vỏ nhôm 15.6 inch báo giá mọi người là 5.8 triệu mấy kèm sạc ha, giá cực kỳ tốt luôn. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều. Máy là có bao zin nguyên bản, nhà mình thì zin về sau là mình bán như vậy mọi người. Và mình test máy là mình đã test ok hết trơn rồi, mình mua sắm từ bên Nhật. Cho nên đó là máy có sao là bán như vậy mọi người, yên tâm, không có sửa chữa. Mình có bao cho mọi người đó là tháo máy ra để kiểm tra có zin hay không. Rồi mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code và mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Ai chốt thì inbox mình, báo giá lại lần nữa là 5.8 triệu cho con Dell Vostro vỏ nhôm này ha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.